Kính chào quý vị khán giả. Hôm nay kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022. Chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên. Chúc cho phong trào xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Bắc Cạn ngày càng khởi sắc. Chương trình thời sự trưa nay thứ bảy ngày 26 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Tấm gương người cán bộ đoàn tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi. Phát triển hạ tầng giao thông tại huyện vùng cao Bắc Nạm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, với tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, thầy giáo La Văn Du, giáo viên tổng phụ trách đội, bí thư đoàn thanh niên trường tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Tá, huyện Triệu Đồn đã nỗ lực đạt được nhiều thành tích trong việc dạy học và phong trào thanh thiếu nhi ở nhà trường. Đồng thời, thầy giáo còn có những đóng góp thiết thực vào các hoạt động thiện nguyện ở địa phương, qua đó góp phần tô thắm thêm hình ảnh người cán bộ đoàn năng nổ. Đây là một buổi học trực tuyến do thầy giáo La Văn Du phụ trách giảng dạy cho các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Tá. Mặc dù không dạy được trực tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song trong những buổi học như thế này, thầy vẫn có phương pháp dạy học phù hợp, hiệu quả để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Vì dạy học thì tôi có sử dụng các phần mềm, ví dụ như là sử dụng phần mềm Meet, Google, Zoom, Adobe Audition, rồi một số phần mềm CapCut để sử dụng chỉnh sửa video. Tôi thì luôn nhiệt huyết và đặt cái sự nhiệt huyết của bản thân vào công tác đoàn, hội đội và cũng như là cái công tác trong phong trào thiếu nhi. Tôi thì luôn suy nghĩ rằng là mình phải cố gắng hơn nữa và phải phát huy cái sức trẻ của mình. Làm thế nào tổ chức một cách mới mà phù hợp với học sinh, tạo cho học sinh những sân chơi thật là bổ ích. Thầy giáo La Văn Du nhận công tác giảng dạy từ năm học 2016-2017 ở trường tiểu học Cốc Đán, huyện Ngân Sơn. Đến năm học 2020-2021, thầy về làm việc tại trường tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn. Trong những năm học qua, thầy giáo La Văn Du luôn tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học, dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo nhằm cung cấp thêm cho học sinh những hiểu biết, kiến thức, làm cho giờ dạy thêm sinh động, hấp dẫn. Bên cạnh đó, trong vai trò là tổng phụ trách đội, thầy còn thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường em xanh sạch đẹp, xây dựng các mô hình đàn gà khăn quàng đỏ, chương trình xe đạp giúp bạn đến trường. Thầy cũng tham mưu tổ chức thành công các cuộc thi, ngày hội cấp trường như thi báo ảnh, thi viết chữ đẹp, thi nhà sử học nhỏ tuổi, ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn. Với những cách làm hay sáng tạo, năm học 2020-2021 vừa qua, các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Tá đã đạt loại giỏi trong kỳ thi chỉ huy đội giỏi cấp huyện, giải nhì cấp huyện thi hát quốc ca tại địa chỉ đỏ, giải nhất cấp tỉnh liên hoan các đội tuyên truyền mắc non tìm hiểu luật trẻ em năm 2021. Bản thân thầy giáo La Văn Du cũng xếp loại giỏi trong kỳ thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện, được Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021. Đồng chí Du là một đồng chí trẻ, rất là năng nổ sáng tạo, phải có nhiều cái tìm tòi trong con, nhất là công tác đội ở phong trào thiếu nhi, có những cái mà đồng chí tham mưu là rất là tốt, rất là hợp lý, cho nên nhà trường cũng tạo một điều kiện để cho đồng chí là làm việc và phát triển. Thời gian qua, thầy giáo La Văn Du còn tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện do các tổ chức đoàn, chính quyền địa phương và hội chữ thập đỏ phát động. Điển hình như năm 2019, thầy vận động được 7 tấn quần áo trao cho bà con, nhân dân và học sinh xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn. Năm 2020, vận động được gần 200 bộ quần áo đồng phục mới, 200 đôi giày mới, một máy chiếu mới cho trường tiểu học Cốc Đán, tổng trị giá 80 triệu đồng. Năm 2021, thầy Du còn vận động được số tiền trên 40 triệu đồng để trao cho một gia đình bị hỏa hoạn tại Bản Lạp, xã Nghĩa Tá. Đáng chú ý, từ năm 2016 đến nay, thầy đã 8 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Với những thành tích nổi bật, thầy giáo La Văn Du nhiều lần được Ủy ban Nhân dân huyện Ngân Sơn và huyện Chợ Đồn khen thưởng, biểu dương. Trong đó tiêu biểu là chứng nhận thanh niên sống đẹp, sống có ích giai đoạn 2014-2019.
Thưa quý vị khán giả, trong những năm qua, việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở tầng luôn được huyện Bắc Nạm chú trọng thực hiện, trong đó đặc biệt ưu tiên các nguồn lực cho phát triển hệ thống giao thông nông thôn. Đây được coi là giải pháp quan trọng thúc đẩy nền kinh tế xã hội, giảm nghèo cho người dân. Dự án hạ tầng kết nối từ trung tâm huyện Bắc Nạm với xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đạt tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi. Tuyến đường có tổng chiều dài trên 22 km. Dự án cũng thực hiện đoạn tuyến nhánh thuộc địa phận thôn Bắc Nạm, xã Bằng Thành kết nối với đường Mai Long, Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Trong đó tuyến đường được mở rộng chạy qua 8 thôn của xã Bằng Thành. Nhiều hộ dân dọc hai bên đường đã sửa sang nhà cửa, một số hộ chuyển sang kinh doanh buôn bán, kinh tế rừng phát triển hơn. Đặc biệt dự án được triển khai đã góp phần lớn trong thực hiện tiêu chí giao thông của xã Bằng Thành. Được đầu tư tuyến đường bộ bố Bằng Thành thì về cái thông thương hàng hóa thì tạo điều kiện cho bà con thì rất là tốt, và đến thời điểm hiện tại thì bà con cũng có cái sự phát triển nhất định về cung ứng về cái hàng hóa cũng như là các vật liệu khác để cho các hộ gia đình, thì đến tại hộ gia đình thì cảm thấy rất là thuận lợi, và bà con cũng có cái sự khởi sắc là về điều kiện phát triển kinh tế xã hội của xã nhà, cũng như bà con có sự phát triển hơn so với những năm trước kia. Xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho sự phát triển của địa phương, huyện Bắc Nạm đã khai thác mọi nguồn vốn như chương trình 30A, chương trình nông thôn mới và dự án CSSP ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông. Trong đó, từ nguồn vốn chương trình nông thôn mới, huyện Bắc Nạm đã được phân bổ hơn 41 tỷ đồng để đầu tư xây mới và nâng cấp 98 công trình giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 52 km. Đến nay, toàn huyện có trên 225 km đường xã, liên xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện, trong đó có 117 km đã được nhựa hóa và bê tông hóa. Trên 43 km đường liên thôn, trục thôn được cứng hóa. Với việc đầu tư mạnh mẽ các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại thông thương hàng hóa cũng như đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Cái nhu cầu đầu tư về cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện là rất lớn. Trong khi đó thì cái nguồn lực đầu tư đối với cái cơ sở hạ tầng thì và bằng nguồn ngân sách thì rất hạn hẹp. Do vậy mà trong giai đoạn 2022 cho đến 2025 thì chủ trương của huyện sẽ tập trung ưu tiên cái nguồn lực để lãnh đạo chỉ đạo vào cái việc đầu tư cơ sở hạ tầng đối với cái khu vực trung tâm xã Bộc Bố để hoàn thành các tiêu chí tiến tới đưa Bộc Bố trở thành thị trấn vào năm 2025. Để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trong mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, huyện Bắc Nạm đang tiếp tục tập trung phát triển hạ tầng giao thông, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ, trong đó ưu tiên bê tông hóa đường giao thông liên thôn, bản, nhất là những thôn vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Sau một thời gian chạy thử nghiệm, đến nay hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp trên địa bàn tỉnh chính thức đi vào hoạt động. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đảm bảo kết nối đến 118 điểm cầu, gồm 108 điểm xã phường thị trấn, 8 điểm ủy ban nhân dân các huyện thành phố, 1 điểm sở thông tin và truyền thông và 1 điểm văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Việc nâng cấp mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đang sử dụng hiện nay đến cấp xã sẽ góp phần nâng cao khả năng tác nghiệp, điều hành của chính quyền các cấp trên môi trường mạng, giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước, phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, từng bước xây dựng chính quyền điện tử và nền hành chính hiện đại. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hệ thống truyền hình trực tuyến là giải pháp đột phá để đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, tinh thần chỉ đạo của chính phủ. Tính đến nay, toàn huyện Ba Bể vẫn còn 39 thôn thuộc 12 xã chưa có điện lưới quốc gia, với gần 1.000 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới. Các thôn bản chưa có điện lưới quốc gia chủ yếu nằm ở vùng sâu vùng xa, đường giao thông đi lại khó khăn. Trong đó tập trung nhiều ở các xã Phúc Lộc, Đồng Phúc, Bành Trạch, Nam Mẫu. Việc chưa được sử dụng điện lưới không những ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo của địa phương. Được biết phần lớn các thôn chưa có điện của huyện Ba Bể đều nằm trong dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư và đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa được cấp kinh phí để triển khai, nên ngành điện Ba Bể vẫn chưa thực hiện kéo điện về các thôn bản được. Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân.
Sau hơn 20 năm thực hiện xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân, theo chỉ thị số 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các cơ quan đơn vị đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở các chỉ tiêu, nội dung xây dựng, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Trong thời gian tới, các đơn vị quân đội thực hiện tốt chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tổ chức giáo dục cho 100% cán bộ chiến sĩ toàn quân có nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Từ đầu năm đến nay, tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi và có sự móc nối giữa các đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. Trong quý 1 năm 2022, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã điều tra khám phá 57 vụ, 63 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 644 gram heroin, 22 gram ma túy tổng hợp, khởi tố 53 vụ, 56 bị can. Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an, rất cần sự chung sức của cả cộng đồng để đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Một thực tế đáng chú ý hiện nay là tình hình sử dụng ma túy tổng hợp trong lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh.